Ngài tên là gì? Tên của ta là Siddhartha Gautama. Gương mặt của ngài, tại sao thần sắc lại hồng hào sáng rỡ như vậy? Ngài tu hành đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Ta đã tìm ra con đường giải thoát. Thật như vậy à? Vị thầy của ngài là ai? Không ai chỉ dẫn cả. Ta tự mình tu tập tìm kiếm, tự mình dẫn dắt và tự mình dò tìm tiến tu. Ông có thể nói rằng ta không có vị thầy nào cả. Ngài không được nói như vậy. Không có thầy dẫn dắt thì không thể có được trí tuệ. Ông đã cướp đi danh dự của thầy của mình rồi. Chân lý tối thượng tự mình có thể chứng được, mà sự chứng ngộ cần phải chính bản thân tu tập. Nếu như bạn đạt được rồi, sẽ ý thức được mọi thứ đều rất đơn giản. Hiểu được sự tha thứ, đó mới chính là giải thoát. Con đường này có thể vượt thoát mọi sự trói buộc của nghiệp lực. Ta sẽ chuyển bánh xe pháp, làm cho pháp ấy truyền khắp bốn phương. Giờ đây, ta đem trí tuệ mà ta chứng được giảng lại cho các vị nghe. Trong cuộc hành trình này, các vị là những đệ tử đầu tiên của ta. Lòng từ bi của ngài vô cùng vô tận. Do vô minh mà có sự khổ đau, mê lầm và cả sự lo lắng, tham lam, phẫn nộ, ngạo mạn, vọng tưởng, đố kỵ, sợ hãi đều do vô minh mà phát sinh ra. Ảo tưởng lại tương phản với sự vô minh. Ảo tưởng có hai mặt đối lập, giữ vững lý trung đạo, không nghiêng bên này hay bên kia, không để xác thân đói khát, cũng không đam mê nơi dục vọng, chuyên chú vào trung đạo. Nếu như nhận thức được tà ác chỉ là ảo tưởng, vậy thì tất cả mọi phiền não sẽ tự tiêu tan. Chúng ta liền cảm nhận được tình thương và sự bao dung. Bản chất của hai loại cảm xúc này đều giống nhau. Nếu cảm nhận được như vậy, thì mọi oán hận đều không còn. Người đối xử tàn ác với chúng ta, ta cũng có thể thấu hiểu. Và đến khi cánh cửa trí tuệ đã được mở ra, điều còn lại chỉ là lòng bao dung mà thôi. Trong khi thiền định, nếu trong tâm khởi lên vọng tưởng, trí tuệ có thể giúp ta phân biệt rõ chân lý và sự vật, phân biệt rõ ta và người. Chính sự phân biệt đó dẫn dắt cuộc sống của chúng ta đi vào lầm lạc. Con người thường bị tình cảm trói buộc, mà tham lam chính là nguyên nhân khiến con người rời xa chân lý. Trong vòng luân hồi từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi, chúng ta sợ hãi bệnh tật và chết chóc. Điều đó chỉ làm tăng trưởng vô tri và sợ hãi của chúng ta mà thôi. Do đó, cần phải đoạn trừ tất cả vọng tưởng. Một khi bước ra khỏi vọng tưởng, thì sinh mạng cũng sẽ được tự do, thoát khỏi sự tù túng, thanh tịnh, an định và hòa bình. Tứ Thánh Đế chính là bốn sự thật cao quý. Sự thật thứ nhất, không ai có thể tránh được, đó là khổ. Nó theo chúng ta như bóng theo hình. Sự thật thứ hai, nguyên nhân của khổ đau, vì ngu muội, tham lam, sân giận, sầu não, lo lắng, sợ hãi và thất vọng, chấp ngã. Sự thật thứ ba, sự chấm dứt khổ đau,
đó là trí tuệ, là hiểu biết sự thật về bản thân, về cuộc đời. Trí tuệ và cái thấy này đưa đến chấm dứt khổ đau và phát sinh sự an lạc. Sự thật thứ tư, con đường diệt khổ. Đó là bát chánh đạo được nuôi dưỡng bằng tỉnh thức chánh niệm, đưa đến định và tuệ, giải thoát mọi sự khổ đau. Con đường ấy là gì? Đó chính là tám con đường chân chánh. Nhờ có sự thấy biết như thật, tư duy như thật, suy nghĩ như thật, nói năng như thật, việc làm chân chánh, đời sống chân chánh, siêng năng chân chánh, an trú tâm chân chánh sẽ dẫn dắt hành vi của chúng ta. Và ta chính là Pháp. Dhammam Sharanam Gacchami. Ta đã chứng được con đường ấy và sẽ giúp cho chúng sinh được giải thoát Niết Bàn. Sangham Sharanam Gacchami. Như con nhện từ từ giăng tơ kết thành mạng lưới đẹp mắt. Thế giới tự nhiên này sáng tạo nên vạn vật trong thế gian, vẻ đẹp đó là vô cùng vô tận. Từ nay trên mọi lối mòn quanh co khắp thế gian này đều có pháp âm của bậc giác ngộ Tuyên Dương lưu chuyển, con người đều sẽ tỉnh ngộ thôi. Bất kỳ ai muốn nghe chân lý thì cánh cửa chánh pháp của chúng ta luôn rộng mở, chào đón họ. Và không vì chủng tánh của họ mà có sự phân biệt. Đây là cuộc cải cách khiến nhân loại kinh ngạc. Ngàn vạn năm nay cũng vì của cải, chủng tánh, địa vị mà giữa người với người luôn áp bức lẫn nhau. Giờ đây bất cứ ai cũng có quyền học hỏi chân lý vô thượng giống như chúng ta vậy. Điều là ảo tưởng, điều là giả dối. Người đời quả thật xấu xa cùng cực. Thả tôi ra! Thả ra! Thả ra! Thả ra! Ông là ai? Sao lại cản tôi? Mà sống của tôi có quyền. Không đâu. Quyền lợi sinh mạng của bạn thuộc về mẹ cha của bạn. Đó là người sinh ra bạn và người nuôi dưỡng bạn lớn lên. Cha và mẹ của bạn, bạn nợ họ rất nhiều. Sinh mạng của bạn không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về họ nữa. Đứng lên nào. Bạn chỉ nông nổi nhất thời thôi, bây giờ đã thấy ổn hơn chưa? Không phải nông nổi, mọi thứ con đều không thiếu. Niềm vui, của cải, thành công, con muốn gì là được đó. Nhưng chúng thay đổi chóng vánh. Con nhìn vào lòng của mình, chỉ thấy một màu đen tối tận cùng, chỉ có hương vị khổ đau, chỉ có cô liêu cùng với trống vắng. Con không biết bản thân đang sống vì điều gì nữa. Khi tâm chúng ta có ý mong cầu, chúng ta đều cho rằng nếu đạt được nó nhất định sẽ rất vui. Nhưng khi ước mơ trở thành hiện thực thì lúc đó trong lòng chúng ta lại trống vắng. Bạn có biết tại sao không? Sanh khởi dục vọng cũng giống như đang ước mơ một điều gì đó. Một khi đạt được rồi
nghĩa là ước mơ từ bấy lâu nay mình trông đợi không còn. Sự chống vánh của sinh mạng như nước chảy qua kẽ tay. Vì vậy đời người không có gì là chắc chắn, đúng không ạ? Đúng vậy. Hãy quên đi những dục vọng hư ảo của thế gian, quên đi sự sống chết của bạn, bởi nó không đem đến cho bạn bất cứ lợi ích gì. Dù bạn sợ hãi trước sự biến mất của sinh mạng này, trước hết hãy phủ nhận sự tồn tại của nó, rồi tìm một cái tôi ẩn giấu bên trong. Ngài là ai? Làm sao Ngài biết được những điều đó? Con chưa từng gặp được ai có trí tuệ giống như Ngài. Ta vẫn luôn đứng ở nơi đây, nhưng bạn không hề chú ý đến sự hiện diện của ta. Đôi mắt bạn chẳng khác nào người mù, trước mặt chỉ toàn là bóng đen thôi. Cái thấy của con người đều do tâm chọn lựa thôi. Ngài nói rất đúng. Ngài là một tâm hồn vĩ đại, còn con rất đau khổ, không nhìn thấy được điều gì khác. Con tên là Yasa, vốn là con trai của một gia đình giàu có. Cuộc sống của con không thiếu bất cứ thứ gì. Con đam mê hưởng lạc, thậm chí chơi bời vô độ. Nhưng trong lòng của con vẫn trống rỗng khổ đau, càng ngày càng mất hết tinh thần. Biết bao nhiêu người trong thế gian phải chịu đau khổ vì vật chất. Cuộc sống của họ nghèo khó, ăn mặc thiếu thốn, chịu đủ mọi điều bất công. Có nhiều người khổ đau về mặt tinh thần. Hãy nhìn xem xung quanh mình đi, Yasa. Thật là đẹp quá. Khi bạn muốn nhảy xuống dưới vực sâu kia, tại sao không để ý đến cảnh sắc tươi đẹp trước mắt? Vì cô không còn tâm tư để tận hưởng cảnh đẹp, chỉ nghe thấy âm thanh của sự khổ đau nên không để ý tới. Bây giờ bạn đã bình tâm trở lại, có thể kiểm soát được mình, mà thế giới tự nhiên này không hề thay đổi. Chỉ có nhận thức của bạn thay đổi thôi. Bất cứ cái gì quá độ, ngay cả niềm vui, cuối cùng cũng là sự khổ đau. Do đó, phải giữ vững lý trung đạo, như vậy bạn sẽ thấy rõ bản chất sự vật, đạt được sự an tịnh vô hạn. Con có thể làm đệ tử của Ngài không? Cuộc sống của chúng ta vô cùng đơn giản, lấy đất trời làm giường chiếu, hàng ngày thì phải đi khất thực để sống. Con đã quyết định, dù không có của cải nhưng lại tràn đầy trí tuệ. Tất nhiên là có thể. Hết thảy chúng sanh trong thế gian này đều có quyền học theo chân lý tối thượng, chỉ cần có thể mạnh dạn để tiến bước. Lòng con đã quyết. Con có thể tự chặt đầu mình không? Con lúc nào cũng sẵn sàng thưa Ngài. Ta nói chặt đầu ở đây chẳng qua chỉ là một thí dụ. Ý ta nói chặt đầu có nghĩa là chặt đứt lòng ngạo mạn của con, giao hết thân tâm của mình cho đạo sư. Vì con bấy lâu nay đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào nơi Yasa,
Thưa cha, con từng sống trong sự trống trải không mục tiêu. Cuộc sống của con không có chút ý nghĩa nào hết. Cuối cùng hôm nay con đã tìm được sự thật của sinh mạng. Hôm nay cậu ấy đã chặt đứt mối ràng buộc của sinh mạng, thoát ra khỏi sự hư ảo và dục vọng, làm lại cuộc đời mới. Cậu ta đã chọn cho mình lối đi trong cuộc sống, hiểu được những điều kỳ diệu của sinh mạng. Khi có trí tuệ rồi, cậu ta sẽ đạt được niềm an lạc chân thật, vượt ra ngoài nỗi vui buồn. Ông bà muốn con trai của mình có cuộc sống như thế nào? Bất cứ cuộc sống nào, chỉ cần nó có niềm vui. Sống một cuộc sống giúp nó tích cực tiến bộ. Thưa mẹ, thưa cha, niềm vui và tiến bộ của con chính là đi theo bước chân của thầy con. Xin cha mẹ cho phép con xuất gia. Có lẽ đây chính là oan nghiệt đời trước của chúng ta. Tại sao không phải là việc phước đức chứ? Ngàn vạn năm nay, chúng ta thường nhìn thấy và chỉ trích tội lỗi của người khác. Cần phải có kinh điển và học giả giúp họ rửa sạch tội lỗi. Như việc chúng ta cúng tế và hiến tế chẳng hạn. Nhưng ta khẳng định rằng nguyên nhân của mọi tội lỗi đều do chính bản thân chúng ta. Cũng chính chúng ta mới có thể mở ra cánh cửa giải thoát. Thưa bậc trí giả, chúng con làm sao để được quy y với Ngài đây? Chỉ cần gìn giữ các hạnh trong sạch, giữ gìn năm giới. Giới thứ nhất, không sát hại sinh mạng của chúng sinh. Mọi chúng sinh đều sợ chết như quý vị vậy. Khi bỏ được nghiệp giết hại, thì trong lòng quý vị tự nhiên sẽ sinh khởi lòng từ bi. Giới thứ hai, không được trộm cắp, và phải cố gắng hết khả năng của mình giúp đỡ những người khốn khó. Giới thứ ba, không tà dâm, thủy chung đối với vợ hay chồng của mình. Giới thứ tư, không nói dối, không nói hai lời, không nói lời ngon ngọt hay nói những điều không thích đáng. Giới thứ năm, không uống các thứ làm say lòng người. Pháp môn của ta rất đơn giản nhưng vô cùng vững chắc. Những điều Ngài nói, hàng bình dân như chúng con đều có thể hiểu được. Vậy con và chồng của con có thể làm đệ tử của Ngài chăng? Xưa nay, ta chưa ép buộc bất kỳ ai phải xa lìa đời sống thế tục này. Gia Sa tự nguyện theo ta xuất gia. Riêng quý vị, hãy cứ tiếp tục cuộc sống như trước đây, nhưng vẫn có thể làm đệ tử của ta. Nhìn thần sắc rạng rỡ trên gương mặt Ngài, chắc hẳn tên của Ngài rất đẹp. Ta tên là Siddhartha Gautama. Ồ, là người đã tuyên bố không có đấng tạo hóa đây ư? Ta chưa hề nói đấng tạo hóa không tồn tại, cũng chưa từng nói có đấng tạo hóa tồn tại. Sáng sớm ngày mai chúng ta hãy tiếp tục đàm đạo, bây giờ cũng đã muộn rồi. Đêm nay ngài hãy nghĩ lại rừng tĩnh tu này nha. Xin mời. Sao ngài lại ngồi ở đây? Hôm nay tôi còn nói với các đệ tử của tôi, không biết là ngài đang ở đâu nữa. Ta không muốn ở mãi trong đó nữa.
vì sao? Ngài đang dạy đệ tử của Ngài. Nếu như ta đặt vấn đề trước mặt đệ tử của Ngài, như vậy thì há chẳng phải là làm khó cho Ngài hay sao? Bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi. Ngài cứ thẳng thắn nói ra điều Ngài muốn nói. Ngài từng đề cập đến một vài điều liên quan đến khổ ải. Ngài cho rằng khổ có thật hay không? Ngài cũng tin rằng đằng sau khổ có nguyên nhân chăng? Đúng vậy. Nếu như có nguyên nhân sinh ra sự đau khổ, vậy thì khi nguyên nhân ấy chấm dứt thì khổ đau cũng không còn. Giống như mặt trời có thể xua tan bóng đêm. Ta tin những gì Ngài nói đều là thật. Chỉ là kinh nghiệm ấy đến từ cá nhân của Ngài. Những lý luận ấy không có ghi chép trong hệ thống kinh pháp. Ngài nói rằng có một con đường đưa chúng ta đến giải thoát. Quan sát trí tuệ của chính mình và đi sâu vào thiền định. Nhờ vào đó mà con người có thể hiểu được chính mình và hiểu rõ tất cả chúng sinh. Nhưng tôi có một thắc mắc. Những nghi thức tôn giáo như là thần thông và cúng tế, chúng có ích lợi gì không? Giả sử nếu như có người muốn đi qua bên kia sông, vậy thì họ phải làm sao? Theo tôi nghĩ như vậy, nếu như nước sông cạn thì họ có thể lội qua. Còn nếu nước sâu quá thì phải chèo thuyền hoặc là bơi qua sông. Nếu như anh ta không muốn lội qua sông, không muốn bơi qua sông, cũng không muốn chèo thuyền qua sông thì sao? Vậy anh ta chỉ có thể cầu xin thần linh. Khi cầu xin như thế, bờ sông bên kia có xuất hiện dưới chân anh ta không? Hàng người này chúng ta gọi họ là kẻ ngu si, đại ngu dốt. Cũng như vậy, nếu một người dùng trí tuệ hàng phục dục vọng và ngu si, thì làm sao họ lại không tìm được chân lý và đạo giải thoát kia chứ? Nếu như chỉ lo cầu cúng hoặc là hiến tế, họ sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ mà thôi. Họ không thể bước ra khỏi vạch xuất phát. Tôi từng đọc rất nhiều thanh điển, cũng được học qua nhiều thầy, nhưng chưa có ai dùng lời lẽ và hình thức đơn giản để chỉ bày chân lý nhiệm màu của sinh mạng. Xưa nay chưa có. Ngài dẫn dắt loài người hướng về chân lý vô thượng. Ngài từ bi như vậy. Hỡi Bồ Đà đấng giác ngộ, xin người hãy thu nhận con làm đệ tử của Ngài. Ta từng hứa với Ngài, bây giờ ta thực hiện lời hứa. Ta đã trở về đây. Ta biết mà. Lời Ngài nói ra chưa từng thất hứa. Nhưng Ngài không còn là người bạn của ta năm xưa nữa. Ngài là ai vậy? Những đứa trẻ trong làng Uruvela đã nói rằng ta đã đạt được giác ngộ, nên gọi là Buddha. Thật tuyệt diệu. Buddha. 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 Vậy bây giờ ta cũng gọi Ngài là Buddha. Sự thay đổi từ Siddhartha đến Buddha quả thật không thể nghĩ bằng.
Ngài đã mang đến ánh sáng và hòa bình. Phẩm chất thù thắng tuyệt diệu của Ngài giống như sự vi diệu thanh cao của tiếng ôm. Chắc Ngài đã chứng được chân lý vô thượng. Còn ta, dù đã làm chuyển luân thánh dương, nhưng vẫn thấy tự hổ thẹn. Nếu như Ngài có suy nghĩ như vậy trong đầu là không đúng đâu. Ban đầu Ngài dùng tuệ nhãn quan sát ta, nhờ đó mà Ngài đã nhận ra giữa chúng ta có thể đối với nhau như bạn tâm giao. Giờ đây Ngài dùng tư tưởng để quan sát ta. Tư duy của Ngài không thể nào phân biệt được giữa ta và Ngài có gì khác nhau. Một bậc trí siêu quần và một kẻ ngu muội như ta đây khác nhau như trời với đất. Mặt đất là nền tảng của chúng ta, còn trời xanh cho chúng ta không gian tự do. Thân chúng ta đều ở trong đó. Nếu vậy cần gì phải phân biệt? Ngài tin vào pháp hay tin vào đạo đức? Lẽ nào hai điều này không giống nhau sao? Đúng vậy. Đạo đức lấy thiên đường là mục tiêu để khuyên con người hướng đến, và địa ngục khiến cho con người sợ hãi, phân biệt sự đúng sai của sự vật. Còn pháp thì không như vậy. Vậy pháp là gì? Thế nào gọi là chân lý vô thượng? Chỉ có thể tự mình thể nghiệm, hiểu rõ bản thân, nhận thức được chính mình. Không có tư tưởng, không có dục vọng, chỉ bằng cách cảm nhận và giữ được sự trung hòa, lãnh hội được những điều này, Ngài sẽ không còn nhận thấy sự tồn tại của vạn vật có gì khác biệt, như thời tiết thay đổi, cây cối lá rụng mà điêu tàn. Chúng ta cũng có thể cảm nhận được điều đó chăng? Tất nhiên là được. Trí tuệ luôn có mặt ở khắp mọi nơi. Mặt trời, mặt trăng, tinh tú, ngân hà. Chân lý vô thượng đó mỗi người đều có thể sở hữu. Ngài có thể nhận con làm đệ tử chăng? Đương nhiên. Đạt đến giác ngộ như hôm nay, ta đã trải qua khảo nghiệm cực kỳ gian nan, như dục vọng, phẫn hận, ảo tưởng, tham lam, đói khát. Tất cả mọi thứ đều hiện ra trước mắt, nhưng lòng ta vẫn kiên trì, không hề dao động. Ta từng thệ nguyện, dù cho hy sinh, cũng phải chứng ngộ chân lý vô thượng. Cuối cùng, ta cũng đã chứng được chân lý cứu cánh ấy. Đấng giác ngộ vĩ đại, xin Ngài dạy cho con đường chứng được thiện pháp ấy. Vạn vật trong thế gian dung hợp thành một thể, nó giống như một sợi dây vô hình mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Nếu như Ngài siêng làm điều thiện, như ngọn sóng đổ xô vào bờ, theo thời gian nghiệp thiện sẽ theo Ngài từ đời này qua đời khác cho đến ngày giác ngộ. Ngược lại, nếu Ngài tạo điều ác, sẽ nhiều đời nhiều kiếp lãnh chịu quả báo khổ. Và như vậy thì tất cả những điều đó kết thành nguyên nhân sa đọa. Nếu như Ngài chuyên chú chánh niệm vào từng phút giây trong hiện tại, giữ được sự bình lặng an nhiên, Ngài sẽ tìm thấy được trung đạo trong chính nội tâm, không buồn không vui, vượt ra ngoài ràng buộc lưu chuyển của nghiệp lực, cuối cùng sẽ chứng được chân lý vô thượng. Được, hay quá.
Coi kìa. Ôm, thưa tôn giả xin hãy bố thí. Nhìn ai cũng trẻ măng như vậy mà lại đi xin ăn, không hề biết xấu hổ là cái gì hết hay sao? Xấu hổ gì chứ? Người ta không lao động, ở không ngồi rồi mà được uống được ăn kìa. Xem kìa, Buddha muốn làm phúc cho nhân dân đây à? Nhưng bản thân ông ta thì bỏ con bỏ vợ mà ra đi. Ai còn thích bọn họ, đúng là điên rồi. Không hề biết xấu hổ là cái gì hết hay sao? Đi ra chỗ khác đi, và đừng bao giờ quay lại đây nữa. Cút đi. Người ta không cúng dường cho các thầy đúng không? Bạch đạo sư, chúng con còn có thể đi nơi khác khất thực chân? Tất nhiên là được. Nhưng lý do khiến các thầy đi nơi khác, nếu nó cũng đi theo các thầy đến đó thì sao? Không đâu bạch đạo sư, chỉ tại người nơi thôn đó luôn mắng nhiếc sỉ nhục chúng con. Đã vậy còn trêu đùa và làm nhục chúng con. Vì vậy mà các thầy sân giận à? Nếu họ đem cờ qua chào đón các thầy thì tâm các thầy sung sướng hoan hỷ ư? Vậy có nghĩa là các thầy đem sự bình lặng trong tâm giao hết cho người khác. Ngoại cảnh có thể làm dao động các thầy, cũng có thể làm vui lòng các thầy. Bạch đạo sư, đây là lỗi của chúng con. Nếu như ngoại cảnh có thể khiến tâm chúng con khổ đau và phẫn nộ, chỉ vì chúng con chưa lãnh hội được giáo huấn của Ngài. Nếu các thầy còn ôm lòng sân hận, thì các thầy cách chứng ngộ chân lý còn quá xa. Bạch đạo sư, lời Ngài giải thích chúng con đã hiểu. Ta mong các thầy hãy ghi nhớ một điều: con người xưa nay không dễ đón nhận những thứ mới lạ. Các thầy đang phá hủy tín ngưỡng trước đây của họ. Tất nhiên là họ không thích. Đầu tiên, họ sẽ chọc phá các thầy, rồi đến hành hung các thầy, và sau đó trốn tránh các thầy, không quan tâm tới các thầy nữa. Nhưng dần dần, họ sẽ đón nhận các thầy. Các thầy phải trải qua sự chuyển hóa, phải giữ sự khiêm cung nhẫn nhục. Đây là Ajatasattu, con trai của con. Con hãy mau đến làm lễ với Buddha đi. Xin lỗi phụ vương, con không cúi đầu hành lễ với bất cứ ai. Lành thay, lành thay. Bằng lòng với sự uy hiếp từ sức mạnh bên ngoài là việc làm không đúng. Ý của ta chính là không có sự tôn trọng thì lấy gì để hành lễ chứ? Đừng có lo, ta hiểu mà. Chẳng có gì đáng để cho ta hành lễ cả. Thanh kiếm của cậu rất đẹp. Cậu tự rèn kiếm cho mình hay sao? Ta là thái tử, vì sao ta phải tự tay làm? Cũng đúng. Thái tử thì không cần phải biết rèn kiếm như thế nào. Nhưng khi thợ rèn trao kiếm lại cho cậu, thì lúc đó làm sao cậu có thể phân biệt được chất lượng tốt xấu của thanh kiếm? Ta sẽ thử độ bén của nó, múa vài đường sẽ cảm nhận được đặc tính của nó thế nào. Vậy có nghĩa là cậu sẽ không vội vàng kết luận trừ khi chính mình kiểm nghiệm xong? Không sai. Nếu như đối với ánh nắng mặt trời, cậu làm thế nào để kiểm tra được độ nóng của nó? Điều này rất khó nói. Đơn giản thôi, vô cùng đơn giản. Dạng vật trong thế gian hấp thụ được độ nóng,
đó là căn cứ vào nhu cầu của từng cá thể. Lá cỏ ra sức sinh trưởng, cũng không cao hơn qua mặt trời Surya. Cây cỏ cũng như vậy. Tại vì cây cỏ có thể hấp thu ánh sáng mặt trời, cho nên nó có thể mọc rất cao. Cậu nói rất đúng. Cây cối khỏe mạnh sẽ tỏa cành lá xum xuê. Cây cỏ thường cao vút tận mây xanh. Ý nói rằng, quy luật của tự nhiên chính là sự trưởng thành. Ta đi sắp xếp lại vài thứ rồi sẽ tìm ngài sau. Nó vẫn chưa hiểu chuyện. Con xin thay mặt con của con xin lỗi ngài. Cá tính bất khuất của cậu ấy rất có ấn tượng với ta. Nè, đến đây làm gì hả? Đây không phải là nơi bà đến đâu, về đi. Xin cho tôi được vào, tôi muốn gặp Buddha. Tại sao không ai giúp tôi hết vậy? Cho tôi vào đi mà, cho tôi vào đi. Cho tôi vào đi. Nè, đứng lại. Thả đứng tôi lại ra. Đứng lại. Thả tôi ra. Hãy cho cô ta vào đi. Ngài là tia hy vọng cuối cùng của con. Thưa Buddha, xin ngài cứu sống con trai con. Xin trả con trai lại cho con đi Buddha. Cho con thoát được nỗi đau này. Cầu xin ngài, xin trả con lại cho con đi. Trả con lại cho con đi Buddha. Xin cứu sống đứa con của con. Ta có thể làm cho đứa trẻ sống lại, nhưng chị phải đi làm một vài việc. Chị đi đến bất cứ nhà nào trong thành và hãy xin họ một hạt cải. Dạ dạ được, con sẽ đi ngay, con sẽ đi ngay. Nhưng hãy nhớ rằng, nhà mà chị xin hạt cải nhất định phải là nhà chưa từng có người thân nào qua đời cả. Dạ được thưa Buddha. Dạ được. Con của mẹ ơi. Xin hỏi anh có thể cho tôi xin một hạt cải không? À, được thôi, tôi có mà. Mà chị xin có một hạt thôi hả? Nhưng mà xin anh nói cho tôi biết, trong nhà anh từng có người qua đời không vậy? Nè chị, chị nói gì vậy? Mà cũng không giấu gì, cha mẹ của tôi đã qua đời vào nửa năm trước rồi. Xin lỗi anh, tôi không thể lấy hạt cải của nhà anh. Vợ tôi cũng vừa mới mất. Con trai của tôi nó cũng đã qua đời rồi. Con trai và con dâu của tôi đều qua đời rồi. Vợ của tôi và con trai tôi đều bị nước lụt cuốn rồi. Xin hãy nghe tôi nói. Không. Dạng vật trong thế gian có sinh ắt có tử, đó là quy luật tự nhiên. Bất luận là già hay trẻ,
là bậc trí hay người ngu, ai rồi cũng phải chết thôi. Nếu như trước đó ta nói với chị những sự thật này, chị có tin lời ta hay không? Dần trăng lơ lửng giữa bầu trời, giống như chân lý vô thượng này vậy. Mỗi đêm trăng mọc lên, ngày ngày lớn dần, cho đến lúc tròn đầy, sau khi tròn đầy lại khuyết dần. Cuối cùng không còn thấy gì, rồi lại bắt đầu xoay dần. Nhưng nó không hề mất đi, chỉ là ở ngoài tầm nhìn của chúng ta thôi. Con của chị không hề chết đi, nó chỉ là đang sống trong lòng của chị. Đúng vậy, đều bộ nhăn nhó nói cười của nó, đều bộ nhăn nhó nói cười của nó. Chị hãy bình tâm trở lại, sẽ hiểu được những điều này. Chân tướng của sinh mạng như chiếc bóng của con người, khổ đau cứ đi theo suốt cuộc đời của chúng ta. Mà nguyên nhân của khổ đau là do chấp trước vào ngoại cảnh. Chị cũng hiểu vạn vật đều không thể trường tồn. Thưa Bồ Tát, làm thế nào con mới có thể giải thoát được? Then chốt của sự giải thoát ở nơi sự chuyển hóa của tâm hồn. Cho dù buồn đau ập xuống hay niềm vui ùa vào, đều phải giữ được sự điềm nhiên giữa hai thứ ấy. Cứ thực hành như vậy thì xiềng xích của khổ đau tự nhiên được mở, hiểu rõ được chân lý tối thượng thôi. Và theo sự mở mang của trí tuệ, chị sẽ thấu hiểu được sống và chết, tụ hội và chia ly chẳng phải là hai mà là một. Bạch Thế Tôn, trong thiền định ngài đã đạt được những gì? Ta không đạt được gì cả, chỉ là ta xa lìa sân hận, thoát ly nỗi buồn. Ta không còn cảm giác âu lo, ta cũng không sợ hãi, không sợ già yếu, và chiến thắng được cái chết. Này các thầy tỳ kheo, những gì ta quan tâm đó là tất cả mọi điều chánh hạnh. Một đốm lửa cháy trong rừng, để duy trì ngọn lửa thì ngọn lửa đó sẽ thiêu đốt hết mọi thứ trên đường nó đi qua. Thiêu đốt càng nhiều thì tất nhiên ngọn lửa ấy sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn. Và hạnh xấu ác cũng như vậy thôi. Phẫn nộ, u sầu, tham, sợ, chúng lợi dụng nhiên liệu trong chúng ta, dựa vào nhiên liệu đó để bùng cháy không dứt. Ngọn lửa thù hận và tham lam cháy mãi không tắt, cho đến khi chúng ta giải thoát ra khỏi sự luân hồi. Giả sử có người chỉ để mắt đến sự hưởng thụ vật chất trong cuộc sống, họ ra sức kiếm được thật nhiều tiền tài, nhưng mà trong lòng người ấy cứ bị ràng buộc trong mâu thuẫn, càng lún càng sâu không bao giờ biết đủ. Trong lòng lo toan, ngày đêm không yên giấc. Một khi của cải ấy mất đi thì phải làm sao? Nếu như có người chặt đứt được những ràng buộc đó, người ấy không cần phải lo lắng cho tương lai của mình.
cũng không cần mang trên vai gánh nặng của quá khứ. Bình thản tự do, chánh niệm trong hiện tại, giữ vững lý trung đạo, cuối cùng lãnh hội được niềm an lạc đích thực của thế gian này. Kể từ sau khi các học trò của tôi làm tỳ kheo của Ngài, tôi vẫn luôn mong được gặp mặt Ngài. Tôi có vài câu hỏi, Ngài có thể trả lời giúp tôi được không? Đương nhiên. Pháp Ngài đang truyền dạy là gì? Pháp ấy nương theo nguyên tắc nào? Theo cá nhân tôi mà nói, tôi không tin và cũng không nương theo bất cứ nguyên tắc nào. Ngài xác định Ngài thật sự không tin cái mà chúng ta gọi là nguyên tắc sao? Ngài tin rằng Ngài có thể sống như vậy mà không cần tới tín ngưỡng gì sao? Ngài đang chơi trò bắt chữ à? Không đâu. Đây là trò chơi trí tuệ của Ngài. Tôi có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng không phải là vấn đề. Bây giờ tôi đang hỏi đến nguyên tắc của Ngài. Nếu như một người nào đó trước sau luôn tuân thủ nguyên tắc nào đó, thì cuối cùng người ấy cũng sẽ đánh mất sự tự do của tâm linh, trở nên cứng nhắc, thiếu linh động. Còn nếu như mù quáng tuân theo những thành kiến ấy, cho rằng tín ngưỡng của mình mới là chân lý, rồi phủ nhận toàn bộ cái khác, lúc này sự tự do của tư duy hoàn toàn không hề tồn tại nữa, chỉ còn lại một loại kiến giải chiếm lĩnh. Tâm niệm của con người bị khống chế và xung đột, rồi phản đối cũng theo đó mà tự nhiên xuất hiện. Sự tin tưởng mù quáng, thậm chí không có tín ngưỡng, lại càng bị khống chế hơn nữa. Tư duy là năng lượng vô cùng lớn, nó có thể hoàn toàn khống chế lấy bạn. Nhưng với ý niệm chấp chặt như vậy, đó chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường tu hành. Nếu như bị nó trói chặt, thì cánh cửa chân lý không bao giờ có thể mở ra được. Nếu mọi người làm theo lời Ngài dạy, có còn bị trói buộc nữa hay không? Những gì ta giảng dạy đều bắt nguồn từ chứng nghiệm của bản thân. Con đường của ta dạy không phải là nguyên tắc, cũng không phải thánh điển triết lý, chỉ là sự cảm nhận thuần túy, và đó cũng là chân lý vô thường. Nhưng thưa Ngài, nếu như con người xem con đường của Ngài là nguyên tắc thì sao? Con đường của ta là dành cho sự thực hành, không phải để dựa dẫm sùng bái, hoặc là bản thân không thực hành một cách thực tiễn. Tất cả những tri thức của ta giống như một chiếc bè vậy. Chiếc bè đó có thể dùng để qua sông, nhưng sau khi chúng ta đã dùng chiếc bè qua được sông rồi, thì liệu chúng ta có cần đội nó trên đầu để mang theo chiếc bè đó hay không? Xin cho con được chạm chân kính lễ Ngài, nhưng vẫn còn một cảm giác khiến con chưa thể cúi đầu. Tình cảm được chia làm ba loại: vui mừng, buồn đau và tĩnh lặng. Ba thứ tình cảm này luôn có mặt trong cơ thể và tư tưởng của chúng ta. Tình cảm
như ngọn sóng trào dâng, rồi sau đó trở về với sự tĩnh lặng. Ta cho rằng trước hết hãy quán xét mức độ của tình cảm, am tường và thấu hiểu, tìm ra được chúng từ đâu đến. Cho dù là vui hay buồn, đều phải tìm ra nguồn gốc của chúng. Khi đã tìm ra nguồn gốc của chúng rồi, sẽ phát hiện ra rằng hết thảy mọi thứ đều là không. Cái không mà chúng ta nói giống như bầu trời xanh bao la, tuy rỗng rang không thấy gì, nhưng lại bao trùm hết thảy mọi dạng vật, giống như một tấm màn lớn. Cứ tiếp tục nương theo đó để mà tu tập, từ từ ông sẽ nhận ra những ngọn sóng trước đây sẽ dần dần chìm lắng. Một sự tịch tịnh vô thượng hiện hữu trong sâu thẳm nội tâm sẽ không còn bị dao động nữa. Quán chiếu sâu vào bên trong, liền nhận ra đâu là sai lầm. Cái kiên cố khó lay chuyển nhất cũng chính là cái mềm yếu dễ dẫn, mà vô minh chính là cội nguồn của tất cả phiền não. Sự thấy biết của ta là nhờ vào thiền định. Thiền định có thể dẹp tan vô tri. Ngoài thiền định, sự cầu cúng, khổ hạnh nhịn ăn, hay là hiến tế, hoặc những hình thức khác đều không thể đạt được. Ông đã ngủ mê bao lâu rồi Sanjaya? Hãy tỉnh lại, đứng thẳng lên và hãy nhận ra chính mình. Kính thưa Buddha, Ngài chính là tấm gương của con. Trò chuyện với Ngài xong, lần đầu tiên con nhận ra tín ngưỡng của con thật nông cạn. Ngài đã giúp con không còn tiếp tục sống trong sự mù quáng. Xin cho con được gia nhập vào hàng ngũ tỳ kheo của Ngài. Con xin quy y theo Buddha. Con xin quy y theo giáo pháp của Ngài. Con xin quy y theo đoàn thể tăng già. Buddham Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Sangham Sharanam Gacchami. Ta nghĩ một khi con về đến Kapilavatthu chắc phải vào cung trước, đến gặp cha trong niềm xúc động. Mẹ của con đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cho con ở trong cung. Nhưng ta không ngờ rằng lại nhìn thấy con. Đường đường con là một thái tử của thành Kapilavatthu lại đi xin thức ăn bố thí của người nghèo như vậy, thật không cam lòng. Dạ thưa cha, con là tỳ kheo, không còn là thái tử. Không chỉ mỗi mình con, mà đệ tử của con, những tỳ kheo của con cùng về với con, giống như họ. Con cũng phải tự khất thực cho chính mình. Đây không phải là truyền thống của tộc Sakya chúng ta. Tộc Sakya có truyền thống riêng của họ, còn đối với tỳ kheo cũng phải giữ phép tắc của mình. Đi khất thực cũng là một phương pháp tu tập tinh thần, khiến cho chúng ta học được sự khiêm cung và sự an tịnh. Trong mắt của hàng tỳ kheo không có phân biệt giàu nghèo sang hèn. Trên con đường của con đi, mọi chúng sinh đều bình đẳng như nhau. Sinh linh trong ba cõi
đều có quyền học tập chân lý vô thường, đạt được trí tuệ và giải thoát. Đi khất thực không phải là tự hạ thấp mình, ngược lại giúp cho người bố thí tăng trưởng lòng từ bi và sự tu tập của họ. Đối với họ mà nói, thì đây cũng là một cách tu hành. Phải tin rằng, không chỉ riêng mình con làm được, mà tất cả mọi người đều có năng lực này. Nhưng mà mọi người lại cho rằng con đang đi xin ăn con trai à? Xin ăn và đi khất thực là khác nhau. Người đi xin ăn là vì trốn tránh trách nhiệm. Vậy cho nên, con và các thầy tỳ kheo dốc hết sức lực để mở cánh cửa giải thoát cho mỗi người sao? Dạ đúng vậy thưa cha. Đi. Love.